Xin chào các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Nam Minco. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với 8X mà 8 với thử thách mới, đó là thử thách không cầy vịt và xe club nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ thành đầu tiên, đó là thành thiên thần. Bởi vì hôm nay cũng có một tướng mà các bạn yêu cầu mình chơi, đó là tướng Valeska. Mình sẽ chủ yếu nâng cấp quân trong thành, ngoài ra thì có thể cầy thêm mỏ thiên thần hoặc mỏ sữa titan. Còn chúng ta sẽ bỏ qua mỏ vịt với vỏ xe club, chúng ta vẫn đánh thôi. Đánh là chủ yếu để phá tướng địch, không cho tướng địch lấy được mỏ thôi. Còn chúng ta sẽ không lấy vịt với sạc lốp nhé. Nếu chúng ta không phá mỏ của tướng địch thì tướng địch sẽ rất nhanh chóng thôi. Đầu tháng 2 người ta có thể có đến vài chục con vịt, thì lúc ấy mình muốn đánh cũng không đánh được. À đây là ok, ngủ thôi. Ồ, đất có vẻ khá là bé nhỉ. Đất có vẻ khá là bé nhỉ. Mấy chỗ này có đi qua không ta? Nếu đi qua được thì lấy được mấy cái này. Lót, lót con này à? Thái giả. Đau nhỉ. À qua được này. Ồ. Rồi ok. Mỏ đá ở đây thì mỏ gỗ khả năng ở trên này à? Chúng ta cần tìm mỏ gỗ nhé, ở đây rồi. Bách con này. Grindan. Ta sẽ phải mở đường trước đi. Chúng ta cần mở đường. Thôi để lại đây. Đây rồi. Stable rồi. Thôi quay về thôi. Tướng chính là quay về chuẩn bị đánh đấm thôi. Green Dan. Hết đường bên này rồi. Xỉa lại vứt đây à? Rồi, ok, ăn đây mai đưa cho tướng chính nó được, ăn mấy cái tiền đi.
À, đau. Đau. Xem nào. Hot cùng. Lát nó mát. Đánh con này có vẻ hợp lý hơn này. Mở mỏ tiêm bên này cho tướng Vasca nó ra nó ăn đã. Adela ra nữa. Hot im. Rồi. Không biết hình như chỗ này khả năng của quái canh này. Khả năng của quái canh. Để chúng ta kiếm đủ tiền đẩy con ngựa lên. Đầu tuần sau chúng ta vụt xung quanh này. Áp thiên thần vậy. Để xác định đánh không gọi vịt thì chúng ta phải đẩy thiên thần lên. Rồi, ok. Hmm.
Ồ, thế mà để tính nhầm nước rồi. Tính nhầm nước rồi, mà đến được ta. Ai da, vẫn đến à? À, tính nhầm nước à? Bị tính nhầm nước. Bị tính nhầm nước. Được ít tiền và nói chung là cũng đủ lên ngựa rồi. À, vẫn qua đây được. Kiếm đất đầm lầy. Ok, hợp lý, lâu lắm mới thấy kho báu ở trên mặt đất này. Quên mất quân lại con ghệ cầm mất rồi. Lắm rồi thấy kho báu ở trên mặt đất. Rồi, chúng ta sẽ lên đây ăn cùng mấy cục tài nguyên trên này đi. Thôi bây giờ thì để đấy. Đường giao súc ngựa ra chúng ta đánh mở đường cho nhanh. Hơi bé nha. Đất có vẻ hơi bé nha. 4 ngựa, 4.000 à. Từ từ đã, chúng ta sẽ đánh mấy cục tiền để tìm một ngựa. Chúng ta sẽ phải đánh cục tiền lấy tìm một ngựa. Đây đánh cục tiền này. Con golem. Trời.
rồi, đúng rồi. Rồi. Đặt luôn. Này thì thương này. Thôi bị đẩy tiền lên thôi. Chuẩn bị đẩy tiền lên thôi. Cái giáp không nhỉ? Có nên làm cái giáp này dễ còn nhiều tiền lắm. Mà đất này hơi bé đấy. Có mỏ Cyclops ở đây không cây. Nhưng mà may chúng ta vẫn có mỏ Titan. Không cày vịt Cyclops nhưng mà Titan thì chúng ta vẫn cày thôi. Nếu mà không có sự bổ sung từ bên ngoài thì gần như chúng ta không thể đánh được map 8x mà 8x đâu. Thiên thần thì may ra tuần thứ 3 chúng ta lên được chứ. Vịt thì tuần thứ 2 chúng ta đã có thể có rồi. Có lẽ chúng ta sẽ đánh con này speed mấy? Speed 7 cơ. 7 hay 8 nhỉ? Tức là tương đương với cung của mình. Cung của mình ấy. Tương đương cung của mình luôn. Bây giờ phải đi ăn tài nguyên để lên quân chủ lực, lên thiên thần mà đánh thôi. Khi mà chúng ta không có vịt thì chúng ta phải dùng cái thiên thần thôi. Một giáp. Thôi chả cần, bây giờ ăn ngay cho nhanh nhất có thể đi. Đánh mấy cục tài nguyên cho nhanh. Cứ đánh mấy cục tài nguyên cối xây gió này trước đi. Con đường nào chúng ta có thể đi nhỉ? À đây con cục nồi chưa ăn này. Mà chúng ta sẽ vấy ngựa ra. Vấy ngựa ra giúp tướng đi. Rồi, cố gắng lên thiên thần sớm thôi. Đánh cả này chúng ta phải đánh cày quân thôi. Cày quân chủ lực lên thôi, thiên thần chẳng hạn. Rồi ok bây giờ về. Về lính ngựa xong đánh theo hướng này. Lấy hết tiền tài nguyên đi.
Sẽ đi kiểu gì này? Này chỗ này lưỡi vòng quẹo quá chịu thế. Thôi phải đi áp ngựa thôi. Lót con này. Lót con này. Cản đường này. Cản đường này. Citroen. Nói chung tuần này chúng ta sẽ không lên thiên thần đâu, vì tiền chúng ta 20.000 đối với chúng ta là quá tải. Ta không thể cày được đủ 20.000 tiền trong tuần 2 được, gần như không thể. Gần như không thể được, 1, 2, 3, 4, cùng lắm là 8.000 tiền, căng lắm là 8.000 tiền. 8.000 tiền thì chúng ta vẫn còn 10.000 tiền nữa, gần như không thể cày được trong tuần này. Nói chung tuần 3 đi, chúng ta cứ củng cố kinh tế cái đã. Củng kinh tế thì thiên thần ra lúc không có tiền mua thiên thần thì cũng mệt lắm. Đầu tiên là cám. Lót con này. Lót cũng chơi. Kiếm. Kiếm cũng lấy. Đang cần. Ái giả. Ái giả. Một, hai, rồi. Oh, wisdom, quên. Quên lấy wisdom rồi. Wisdom rồi. Này thì chúng ta cần cắm hết mỏ quân đi, vì chúng ta cần rất nhiều quân nếu chúng ta đánh chỉ ở phần quân trong thành. Này thì intelligence. Quên, không biết tuần này tướng mình à Fear, tướng thiên thần, tướng thanh chim ngựa nữa. Thì cũng là một tướng luyện artillery phải không nhỉ? À, tướng luyện thần lửa. Rồi, tuần sau chúng ta sẽ đẩy thiên thần lên. Lót con này. Ấy dạ. Wow. À.
con này xác định mất cung nó tránh làm sao được. Xác định là phải mất cung rồi. Đánh đây. Xong đánh sang bên này. Ăn hết chỗ thành nguyên này đi, không để sót cái gì á. Ngày thứ 5 rồi, Citadel Caster, chắc chúng ta phải xây cái này trước, không đủ tiền xây, à đây, như này. Ngày mai chúng ta sẽ đẩy Citadel Caster lên, quy đúng bằng đống tiền này. Tuần 3 chúng ta bắt đầu đẩy tinh thần. Tuần 3 là chúng ta đẩy tinh thần rồi. Đánh kiểu nâng cấp thì chính ra cũng có cái hay. Đấy, mấy con bắn thì gần như chúng ta sẽ không có cơ hội mà thay đổi kết quả nhiều. Trăm mười ba vẫn không đủ đánh cái kia. Thế thì giờ rồi, không đủ đánh kia giờ rồi. Phía cũng không đủ. Không vào đủ đánh cái chơi trap này. Thế thì giờ rồi. Thôi thế cái tiền phải đẩy đi, tuần sau đánh đằng nào cũng thế. Chúng ta sẽ về thành ngọc phép lấy mana. Tính đi tính lại vẫn không đủ đánh ạ. Đấy cũng không đủ thôi. Về thành luôn á. Rồi, chấp nhận. Không đủ ăn kia luôn. Xem mà Green Dan đủ ăn không. Gỗ đấy.
Trời ơi, nhưng không đủ rồi. Còn dư 190 mover. Đổ. Ăn hết những gì có thể để mình có thể đổi chứ. Còn có thể đổi được. Rồi, tuần sau lấy ngựa ra làm đánh thôi. Đang thế nữa. Ngủ cho hồi mana đã, xem có những phép gì à. Chuồn chuồn nó vẫn đi chứ. Đến đây. Rồi, ok. Hot. Hot chuồn chuồn. Hot chuồn chuồn. Rồi, cũng không còn ngoài dự tính nữa. Mất rồi. À, ta tích kia rồi. Thank you.
Con này bây giờ chúng ta thấy đủ tài nguyên rồi, còn thiếu Kristan nữa. Ngoài ra thì tiền cũng là một bài toán. Bây giờ chúng ta đã đánh bây giờ còn một cục tiền ở cái nhà này, mà nhà này là nhà vampire, mình chưa biết nó bố trí kiểu gì. Chúng ta sẽ đánh theo hướng chính đi. Mastery, xây lên đi. Chơi này cuối tuần xây. Còn tướng nào chưa đi hết vậy? Giờ về đánh theo. Ôi, đi ngày còn gần hơn đi ngày à? Stable on rồi. Chẳng lẽ vướng? Bọn Teris ra xem đi. Chẳng lại vướng là đi những ngày gần hơn nữa. $3,900. À, nhưng về đây mất 1,200, 2,000 rồi. Còn đất bé quá, chả có gì nhiều. Rồi đi thôi, sang đất khác chúng ta kiếm chắc thôi. Đan. Đây, con này chúng ta sẽ đứng ở đây. Xem là Adela ngày mai được đi 1,700. Chúng ta về đây là mất 1,000, còn 700. 700 760 rồi. Đây được rồi, mai chuyển quân dân chính được rồi. Xem nào. Thực ra chỉ cần đứng đây thôi. 582, con này 1,700. Ta còn 1,100 mua vào đó. Nào đâu 1,100 với cả là. Thì ra đây là chan cái này nữa. Vào trong thành thì sẽ lấy được thêm 400 nữa. 1,100. Ta đứng tầm này là vừa. Rồi ok.
209. Đánh cái này. Ui dồi, click 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 có tactic speed 9 3, không đủ trước kia, không có aster. Click cản đường này khó chịu nhỉ. Chiến ôi rồi ôi, lại còn bị cản đường cả máy nữa. Và như đã nói rồi, chúng ta vẫn phải phá mỏ vịt thôi. Nhưng hiện tại chúng ta không có theo quân để phá mỏ vịt. Hiện tại chúng ta không quân để phá mỏ vịt. Ôi, chỗ này mà nhiều vitamin được cày ngon nhờ. À quên, đánh mỏ titan đây, mỏ vịt nữa này. Gần nhà có luôn mỏ vịt này. Thế chỗ này đánh phí thế. À Naga. Toàn quân bắn này trời. 1 2. Mấy chỗ trọng yếu toàn quân bắn này. Xem là chúng ta phải làm gì đã. Ô, chúng ta phải đi qua chỗ con này à? Không gánh thân. À, kinh nhỉ. Kinh dị thật đấy. Có slow thì có thằng đứt rồi. Có slow này ngon nhỉ. Có slow thì ngon nhỉ. Đánh cung mà kết hợp với slow thôi. Chơi cái này đi, lấy cái box. À con này hình như còn chưa có wisdom. Thôi coi chúng ta phải đánh lấy wisdom á. Ê, nhiều mỏ vịt này không cày được, phí thế.
Ô, con này đây à? Mỏ mấy ăn hết rồi. Lấy thêm xỉa nhỉ, xỉa lấy free, lấy thêm xỉa. Lấy thêm xỉa đi, để cho vào mỏ. Đánh nha, phá hết mỏ đi, không thì tướng địch có nhặt hết. Vấn đề là tiền có kịp lên không? Để xem kịp lên tinh thần không à. Ta có một mỏ Naga gần đây chắc kịp. Ta cần đánh cho con này thì cái bóc về trước đã. Bọn Naga chết rồi, cái gì à? Phải lấy thêm quân này rồi. Xong đánh là à, khác bây giờ đánh mỏ Naga trước đi. Mỏ Naga giờ phải có quân, quân này hiện tại chưa đến nhá. Rồi cứ đánh con này cho lên level cho đi, xong quay đánh mỏ ở à, đây có mấy cái mỏ lồi chúng ta đánh luôn định được. Mấy quả nồi lạnh chưa? Bách tính toán tiền khó khăn phết nhỉ, gần đủ rồi. Gần đủ tiền rồi. Xem này giữ cái gì. Rồi mỏ nhiều thế mà được cây thì cũng phải đẹp không. Tiếc thế. Cây đây một cây khỏe nhỉ. Khỏe lắm. Ta còn thiếu mấy nghìn nữa, ngoài ra cần Crystal. Hiện tại chúng ta cũng chưa thấy Crystal nào nhỉ. Không có Crystal, à đây có Crystal trên này. Xa quá, đánh con này xong đánh lót con này. Đánh qua con này. Đánh lót thần đèn mới qua được đây. Vừa đánh Naga vừa đánh cái này quá lâu.
Kristen. Không lên là không kịp được, mai thứ 6 rồi, đánh con này còn đang không đến này. Kể cả có đánh được con này cũng chỉ đến khoảng chục cái bốc này là cùng. Thiếu Kristen, ngày mai phải vả con này. Chấp nhận là đánh con này xem có lên được không thôi. Hy vọng cái này lên được Kristen thì ngon, nhưng không thì chịu. 4 Kristen đổi đắt. Thôi cứ ngủ đã tính sau. Cứ phải ngủ đã tính sau. Chấp nhận đánh con này thôi. Ờ, vẫn đến à? Tưởng không đến. Ai già. Ai già ơi, hỏng rồi. Hỏng rồi, sau này dùng slow 7 mana vậy. À quên, Enchanter nó làm băm đam. À, mình tốn thêm mana để đánh. Mình cần giữ mana để đánh con Naga này, giờ mình không lấy được. Chris. Ôi rồi rồi. Thế thì hỏng rồi. Thế thì hỏng rồi. Nào thử chưa xuống đây xem có thấy Kristen nào. Không có rồi. Không có rồi. Đây là nồi. Thử xem đổi ra đủ không. Thôi để mai đánh nữa xem mỏ Naga bao nhiêu đã. Nếu mà 8 con thì cũng chịu, chưa đánh ngay được. Nếu mà 8 con thì cũng phải chịu thôi. Severin Rod. Toàn nhỉ. Toàn thế. Severin với Rod 6 con đến 8 con. Toàn thế.
liều xem có ăn nhiều không. Đành phải liều vậy. Đã đến nước này rồi, chả còn gì để mất nữa. Dồn hết lực để lên con Titan này không bỏ. À lên con thiên thần mà bỏ lên tiền thì bây giờ chúng ta phải dồn lực vào thôi. À, đây. Nào. Chơi. Đâu nhỉ? Green Dan. Đây. Chấp nhận thôi. Chấp nhận rủi ro mạo hiểm thôi. Chúng ta chỉ có slow được một lần thôi. Sáu con. Con này lại không đến nhá. Thế mới nhục. Con ngựa lại không đến nhá. Mình còn dùng được một lần slow nữa cũng được. Cũng được, nhường. Hay lắm. May có slow. Vừa đủ tiền. Giờ thiếu Kristan. Thôi đổi thôi. 1, 2, 3, 4. Ok. Vừa đủ tiền. Ta tích chúng ta lên Expert rồi. Lót chúng ta sẽ phá mỏ này đã. Phải phá thôi, không phá họ ăn của mình. Quan trọng không cho tướng đối phương ăn được mỏ chứ không thì rất là nguy hiểm. Quân họ rất mạnh. Lót à? Lót.
click. Được rồi, nhiều mỏ thế không, phí thiệt. Đứng vào đây, mai bắt đầu đi ăn mấy cái này để áp thiên thần lên xem nào. Edric, đâu nhỉ? Đây. Lót. Xem mà. Con này thủ 5, thủ 6, 9, 9, 5, 15%, lót là tối đa là 8, 9 con. bốn sáu tám tám con, 8 × 4 32, 32 cộng 15%, 32 cộng 5 37, 37 bốn con, 4 × 5 20 đó, còn phải phám họ cơ chứ không phải dễ đâu, chúng ta phải phá cả mỏ đi, không cho tướng địch có khả năng ăn mỏ. Đây mình sẽ bỏ đi, không anh em lại bảo mình cày vịt. Rồi, thế thì mai chúng ta sẽ đánh này, cho lên Wisdom nữa là ok, chúng ta đi ăn bóc. Advan Wisdom về lên Xper nữa, chúng ta ăn bóc rồi. Xem cái này cái gì à? Rồi, ngủ rồi. Tuần thứ 3 trôi qua rất vất vả. Chờ một xíu mình lấy công đức nha anh em nhé. Áp lực xây kiếm tiền Orin. À, chúng ta không đủ tiền à? Lên là đúng. Rồi, Wisdom, Xper. Ui,
Ôi trời ơi, sao có cung thẳng vậy trời? Sao cung thẳng vậy trời? Ngay chỉ là Archer thôi. Không tác dụng gì. À, cũng được, cũng mở đường cũng được. Có cung này thì đánh thoải mái hơn rồi. Làm tí hai kiếm cái. À thế này đi. Bây giờ thì có cung thẳng rồi thì ngon rồi. Nhàn, bây giờ thì mình sẽ Etric đâu. Tiền ở đâu ra? Đang thiếu ít tiền. Vừa đánh đi. Tướng này mới đang luyện cung rồi đúng không? Thì đang kiếm đấy. Bắn cho khỏe. Phía trời ơi, có 20 cung thẳng này đánh này, ngon lành. Tôi xem nào. Chờ một xíu nhé. Ok. Ui hot cả. Hót cửa kinh nhỉ. Urin chả con này speed cái khoảng 1.000 tựa 5, 1.000 năm mấy 400 là 1.900 2.700 chứ 1.900 1.850 tầm này là vừa đây 1.900 đúng rồi. Rồi ngủ thôi.
Fear. Làm tí enchanter. Giờ toàn cung cắn tầm này mà đẩy cho Orin thì mới đỉnh nghe. Bọn cung này mà đẩy cho Orin lên thì đỉnh phết đấy. Đẩy bọn này lên tí đi. Không cày vì là chúng ta chỉ đánh theo một hướng thôi, quân chúng ta chỉ đủ cho một tướng thôi, chúng ta không nên cày nhiều. Quan trọng là nếu chúng ta cày vì chúng ta có thể chia quân đủ nhiều, chia cho nhiều tướng đánh thế này thì chúng ta chỉ đánh được một tướng duy nhất thôi. Các tướng còn lại sẽ chịu trách nhiệm cầm quân cho tướng chính để cho đi đỡ mất thời gian thôi. Rồi mình sẽ đẩy thêm Morin này nữa đi. Wisdom, ok. Cũng ra gì phết rồi. Cũng ra gì phết à. Thôi, mục tiêu tiếp theo là đẩy capital lên để mua được thiên thần, chứ không hay tiền chúng ta rất là cạn. Hay tiền chúng ta khá là cạn. Tyrus tướng luyện ngựa. Ôi, hy vọng phép level 4 lắm đấy, nhưng mà chắc không phải rồi. Hy vọng phép level 4 lắm đấy.
Con sơ cung này còn có 19 con này. What? À con này Eric cầm. Eric cầm. Chết rồi, cản đường rồi. Ô chưa, không đi qua cả. À vẫn đi qua cả. Cái quân nó cảm giác đánh sẽ khó hơn nhiều. Tiền với phong thần.
Bossy Dog. Anh ơi, kiếm ít tiền không nhỉ? Ở bên này có Naga, xuống đánh đi. Ôi, tôi hỏng rồi. Rồi. Happy holder. Đành lấy mấy mỏ tiền này vậy? Không còn nhiều đường đi. Con này cũng căng hết nhỉ? Hot con này. Ủa? Hình như tuần mới rồi đúng không nhỉ? À ngựa lấy... À vẫn còn vẫn con ngựa đấy. Nên mình quên chưa lấy ngựa. Rồi, ok, ngủ thôi. Vẫn ngựa chưa lấy. Thì ra làm gì yên lắm bỏ trộm nhỉ? Được kéo cộng Crystal này, ngon lành. Speculum. Sea Dog. Orin chắc mình phải đẩy Orin lên chút để cho khỏe. Severin chả biết chơi đâu. Mất hai ngựa chắc phi lên.
cả cái tội phi lên. Ngất đây mình cố làm cho Odin đánh đi cho nó lên anh em này level 3 thì phải rồi cứ lên Capitan trước đến sau. Capitan khoát bị thiên thần mà thiên thần khoát bị phi. No. Oh, không thèm tách luôn nữa ơi, 5.000 kinh nghiệm như thế cho Odin ăn hay hơn. Như thế cho Odin ăn. Earthquake. Rồi, ok. Thằng xong sẽ up thiên thần. Hiện tại thiên thần mình đang cần đi đánh mấy con quân bắn khỏe. Xong mang về up hết rồi.
Lót con này. Ui nào. Thế thì còn gì bằng. Thế thì còn gì bằng. Áo viên thần lấy con xuyên sư tử ấy ngon. Thật ra bây giờ mình có khả năng mình đánh con này luôn đấy. Để mình có slow rồi. Mình có slow rồi là mình chơi được con này mà. À, con này có speed 12, bảo sao. Có một con speed 12. Bây giờ 1 2 3. Em mà lên Moran thì bên này thì cũng mệt nhỉ. Chỗ này không bo được hết à? 1 2 3. Đây. Đây. Con ngựa đứng đây, cung đứng đây, con ngựa phải đứng đây thì mới đủ bo. Cũng không ổn. Cũng không ổn. Sợ sợ lên Moran thôi. Thế là khiên sư tử nó có gì đâu. Fear. À quên. À, con này không kịp đưa rồi. Kệ đi. À Titan đây rồi, mình phải đánh Titan để lấy thêm quân thôi, chứ quân này bắt đầu thấy cảm giác thấy yếu yếu rồi. Vẫn đang thiếu. Phải đánh thêm Titan để lấy thêm quân chứ không ngày yếu quá. Yêu quá khó đánh. Ớt quách nè. Ok ngủ thôi. Đất à? Đòn. Dây cung cũng 10.000 nhé. Dây cung cũng 10.000 cơ.
mỗi cái asset này mà. Thôi bỏ. Mỗi cái đấy thôi mà đòi tận Bách Titan. Để lấy tới Orin nó về sửa sau. Mà đi đánh những cái chính thôi. Ba trăm. Để cho Orin đánh con này đi. Quên mất item nữa. Con này Orin sửa được mà. Đánh cái gì phải đưa chân tướng chính, vì tướng chính có một cái lợi ở đây, đó là tướng chính nó có slow. Slow đánh con này. Rồi. Khó đấy, không biết là nên để cho tướng này đánh thì nhanh, nhưng mà để chờ Orin thì đánh thì chậm, nếu mà Anin đánh thì nhanh hơn. Nhưng mà đang muốn đẩy Orin lên nữa. Kiểu bảo Anin lại tướng ngoại đạo nha, mình không muốn dùng lắm. Ok đi để cho Orin nó đánh đi. Mình sẽ đứng đây. Kinh nhỉ. 2.000 tiền áp tinh thần cả vấn đề. Ok thôi, phần này của chúng ta sẽ tạm dừng đây nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với Velasca và thử thách không cầy vịt vật Cyclops vào ngày mai. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.